máy rách A3 các bạn nhé. Hôm nay Hoàn sẽ chia sẻ giữa A3 và A4 có điểm mạnh và điểm yếu của hai dòng này. Nhất là A3 bật máy lên thì nó không có lời chào. Các chức năng này thì nó cũng gần tương tự với A4 nhưng mà nó thiếu mất một cái đó là chân sạc điện thoại là không có này, chân USB không có này, tự lưng chân vịt tự động là không có này. Và có một nút reset ở đây thì nó hay hơn của cái thằng A4, đó là reset của A4 thì là nó lấy một cái tấm nó ấn nút cắm vào lỗ, nhưng mà ở đây thì nó có nút rồi. Còn các chức năng này thì lại mũi đầu lại mũi cuối cũng vẫn như vậy, và chuyển qua lại mũi 3 mũi hay bao nhiêu cũng vẫn như vậy, lăng kim dưới lăng kim trên cũng vẫn vậy, thiếu mỗi tiếng nói này. Còn tốc độ thì vẫn như nhau, lại mũi này, lại mũi đây cũng có này, từ lại mũi cũng vẫn có tự động, và đánh chỉ cũng vẫn đánh chỉ ở trên này. Giá thành của máy A3 thì rẻ hơn máy A4 1 triệu, khoảng 1 triệu. Đây, máy thử các bạn xem tốc độ của cái này thì nó cũng tương tự như máy kia đâu, không có gì khác biệt lắm. Đây, máy thử các bạn xem. Bất tiện nhất của dòng này đó chính là chúng ta phải gạt gối ra thì chân vịt mới lăn. Còn riêng dòng A4 như thì tự nó lăn rồi. Bắt đầu vào là cũng lại mũi. Lại mũi này là do mình đặt 2 mũi, 3 mũi hay 5 mũi. Chúng ta đặt ở đây đều nó sẽ tự lại mũi như vậy. Đường may cái này thì vẫn rất là đẹp. Sau 1 năm sử dụng đường may vẫn rất là đẹp, rất tuyệt vời. Điểm ưu điểm nhất của dòng này đó chính là nó không có tiếng kêu như là dòng motorbom ngày xưa. Và chân ga của chúng ta nó có thể đi từ từ, ví dụ là đến đây chúng ta có thể nhấc lên đây và chúng ta đi đến từng mũi này. Đấy. Ưu điểm của cái thằng máy điện tử đó là có thể đến được từng mũi các bạn. Một mũi này, hai mũi này. Đấy, không chúng ta quay này. Nếu mà dòng motorbom của chúng ta rất khó có thể làm được điều này. Nhưng mà dòng này rất là nhẹ nhàng, may hàng kỹ hàng gì chúng ta đều có thể may được. Đây, chạy di chắc này. Đấy, vuông góc này, chạy 1-2 mũi này, chúng ta có thể chạy di chắc này được. Đấy, thằng này có lợi thế đó là không tiếng động và đi rất là chuẩn chậm chắc. Nên là bây giờ mà tôi muốn dừng lại ở đây tôi cũng có thể dừng luôn này. Đấy, cái thằng mơ tôi còn rất khó. Đấy, tôi đã dừng đúng vào giữa tâm của cái đường may cũ này vẫn dừng được. Riêng đối với thằng motorbom thì chúng ta có khi phải đi qua 1 mũi, 2 mũi hay trước đấy, nó không thể dừng được. Và gạt gối và bàn ga thì nó cũng vẫn như các tầm máy kia đâu, không có gì thay đổi. Và tôi làm ngày nhiều năm tôi biết đó là kéo bấm này các bạn. Kéo bấm này các bạn nên làm cái dây buộc vào cái gạt gối này. Chúng ta làm nó không bị mất, chứ làm xưởng đại trà như tôi nó rất là nhiều hàng nhé. Nhiều hàng này nó rơi xuống nó lẫn nó mất, rơi lung tung không tìm thấy đâu. Hôm nay tôi đang làm hàng áo sơ mi này. Đây là loại cổ rúm, nó tôi đã giới thiệu cho sơ qua về cổ rúm rồi, tay rúm. Áo này thì áo trơn này, không có gì thay đổi. Và điều đặc biệt nhất là chúng ta khi sử dụng máy may, chúng ta nên kiểm tra dầu thường xuyên xem dầu nó có bơm lên đây đều không. Thì chúng ta chạy chúng ta xem này, nó bơm dầu hay không là chúng ta biết này. Đấy, dầu nó bắn lên này. Chúng ta đi nhanh một chút này, các bạn sẽ thấy dầu nó bắn lên đây nhé. Chờ các bạn xem gần hơn này. Đây, các bạn thấy dầu bắn lên chưa? Các bạn để ý cái này nó có dầu lên đấy, thì là được rồi. Nếu mà dầu không bơm này rất nhây hại cho máy các bạn nhé.